Như chị em đã biết, ngoài công dụng bảo vệ làn da khỏi tác động của tia UV, kem chống nắng còn có khả năng nâng tông da. Bạn có thể sử dụng kem chống nắng nâng tông da để có một lớp nền hoàn hảo và tiện lợi hơn. Hiện nay trên thị trường có khá nhiều thương hiệu kem chống nắng nâng tông nổi tiếng, trong đó có kem chống nắng Nang Pha. Hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp tìm hiểu nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này, có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem chống nắng nâng tôn da gồm các thành phần titanium dioxide và zinc oxide giúp bảo vệ da khỏi ánh sáng mặt trời và khiến da sáng, đều màu hơn. Các dòng kem chống nắng nâng tông với khả năng chống thấm nước hoàn toàn thích hợp với các hoạt động ngoài trời kem chống nắng nâng tông với công dụng hai trong một vô cùng tiện lợi bạn vừa có thể sử dụng để chống nắng vừa có thể dùng như một lớp nền trước khi trang điểm đây chắc hẳn sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho cô nàng bận rộn hiện nay thị trường cho ra mắt rất nhiều kem chống nắng nâng tông như kem chống nắng nâng tông ra la rose bosay kem chống nắng senka kem chống nắng nâng tông ra giờ sim kem chống nắng xanh Layskin aqua kem chống nắng nâng tông init free và đặc biệt là kem chống nắng nâng tông Nangfa, là dòng kem chống nắng được nhiều chị em ưa chuộng của thái lan Cồn trong kem chống nắng thường là loại cồn khô, vị trí đứng đầu bảng thành phần. Các loại kem chống nắng có cồn có ưu điểm là thấm vào da nhanh và tạo độ khô ráo cho da. Tuy nhiên nếu tỷ lệ cồn trong kem chống nắng quá cao sẽ làm tan lớp dầu tự nhiên trên bề mặt da, khiến da khô hơn, làm suy yếu lớp màng bảo vệ da, da mất đi độ ẩm cần thiết nên tăng khả năng kích ứng. Do đó khi mua kem chống nắng, các bạn da nhạy cảm nên ưu tiên sản phẩm alcohol free hoặc nếu có cồn thì nên chọn sản phẩm có nồng độ cồn thấp để tránh ảnh hưởng cho da nhé. kem chống nắng nang pha hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều, bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng nang pha hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.